Ai là phải có đồ ai giữ nghi tay này cầm vào đây đừng có cho nó rung rung nó rung người ta môi khó chịu một tay là đỡ em đi nó ăn lắm mà cái nghiệp nó đổ đấy chủ tịch thành phố đi mẹ nó hết rồi đấy vào tù rồi nhăn răng tin gì cái chính quyền này quyền nhiều người tốt lắm nhưng mà không làm gì được cũng còn người xấu quay để làm kỷ niệm cuộc sống. Mong các bác vào xem chia sẻ giúp nhá. Nhà em là nhà cháu là Trần Đức Cường ở thôn Nam Lý nhá. Xã Bắc Sơn, Sóc Sơn rồi. Gia đình rất đồng tình cho thu hồi đất để làm khu tái định cư di dân vùng ảnh hưởng nhưng gia đình có đơn đề nghị là cho xuất tái định cư mà bây giờ ủy ban xã và ủy ban huyện không cho Cường xuất tái định cư đẩy gia đình Cường 5 thành viên ra đường ở thành người vô gia cư. Mong cộng đồng mạng xem và chia sẻ cho Cường nha. Ở thôn Nam Lý chị ơi, gia đình em có đòi hỏi đơn thư đề xuất được cấp một suất tái định cư, bây giờ gia đình chưa được cấp tái định cư mà ra quyết định cưỡng chế nhà Cường. Mà trong khi đó là cái nhà mình là hơn nhiều nhất bây giờ đẻ cũng thế này là mà đất của mình bố mẹ hay là cháu quyền đó còn trong cái biên bản đó của tôi nhóc thiếu đâu nó làm diện tích ma mà cho mình đã dự án vào nó dự án vào nó mình đưa biên bản. Mong mọi người vào xem và chia sẻ cho Cường nhé. Cũng xót ruột lắm, nhưng mà thôi làm nào. Ông ơi có đứng ít cây nào không? À, ông ơi đánh cây nào? Chúng ấy về cân nước tối nhắc qua gần được đồng đến này có dự án năm 2018 đông không đông trả lời tôi là ruộng không là chưa làm xong. Thế mà tại sao lại đi vào năm 2022 xin quyết định cưỡng chế mà họ không giao cho quyết định cưỡng chế. Thế mới buồn. Giám sát kê biên tài sản thì họ không cho giám sát. Thôi đành chán thế nào nào. Mọi người chia sẻ giúp số Cường nhá. Chưa xong Đức Nam ơi. Đức Lan ơi. Mệt mỏi lắm. Nguyễn Hiền ơi ở nhà mình nhá. Nhà mình bị cưỡng chế. Thank you.
Đang chống tham nhũng mạnh mà vẫn xảy ra nên nòi ở địa phương, chán thật. Đất thì giả mạo chữ ký để cướp đất ruộng, chữ ký giả. Mong mọi người xem chia sẻ cho Cường nha. Gia đình nhà Cường là không có một chỗ cắm rùi nơi khác nha, thành người vô gia cư, quá mệt mỏi. Tái định cư không được, thành người vô gia cư. Đồng tình cho thu hồi đất 720 m² đất ruộng, 3.000 đất ở. Cuối cùng mình trở thành người vô gia cư. Không một chỗ cắm rùi, chán thật. Mọi người vào xem chia sẻ Cường nhá, giúp Cường với. Nhà anh bị cưỡng chế đất Nan ơi, em chia sẻ anh với nhá. Anh thành người vô gia cư rồi, 5 thành viên ra ngoài đường ở. Ôi, đành chịu thua, làm nào được. Gia đình đồng tình cho thu hồi đất ruộng và đất ở. Đơn thư yêu cầu cấp suất tái định cư mà bây giờ vẫn chưa có đơn thư trả lời, mà bây giờ ra quyết định cưỡng chế, mệt mỏi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây chỗ heo mà chú đất ruộng ở xưa có quyết định cưỡng chế mà đổ lấp hết chán thế. Anh bảo họ không móc rồi à? Hả? Họ không móc rồi à? Vô móc, vô kích cho vào móc. Hả? Nó có cho vào móc rồi. Nhờ máy vứt gọn à? Nó gần rồi. Nó đang phá là được đấy, đi nhờ được nữa. Nó phá tàn tành, nó đời nào cũng để chụp cái gì. Kia giờ đang vào chiều nó đi tô ông Lan để nó vành vành hết. Nhà ông Lan chiều nay nó cũng vào à? Thì đợt này làm hết mà. Đợt này làm hết rồi. Yêu mấy nhà? Quyết định cưỡng chế toàn làm sai, quyết định cưỡng chế là có độc mình nhà em có thôi. Nhưng lợi dụng vào để làm tất cả những nhà khác, anh hiểu không? Đây là sai quy trình. Máy tôi nghe thì nó được sập à? Thì nó chả đánh sập rồi nó sập hết. Hoa sập thì kệ họ. Nhưng mà nó phải khiêng khiêng bàn thờ ra. Họ muốn làm nào họ làm. Đấy thì không rồi. Khí rồi. Khí đây mới nói chuyện với mẹ. Làm đẹp hết. Anh cho vào đây. Đi vào đi. Đây đây. Ừ, không được ở trong ấy à? Không, trong đuổi ra hết là không ấy. Kê bia à? Đọc rồi lạnh rồi chấm. Đọc lệnh rồi nhưng mà cầm được nó vào trong ấy. Kệ. Kệ họ. Cái nhà chả tiếc, cái đất chả tiếc, tiếc gì cái thứ ở trong ấy. Kệ. Nó làm hỏng của mình thì sao? Nó hỏng kệ đi. Hỏng thì việc của mình. Không mình đã không thích thì thôi. Lại gần. Đi phải bảo vệ của. Người không tiếc, tiếc gì của. Thế bây giờ ra đường đứng hai thế nào? Vâng. Vào thôn ở. Đúng chưa? Cho vào khoa ở đây. À thế à, vào nhà. Quá hết chưa? Ôi trời, thế rộng thế nào? Ôi trời, nó dọn sạch sẽ từ lâu rồi. Ủa ngon quá ở luôn đấy, đỡ phải. Dọn sạch sẽ vào khoa lâu rồi. Thế thì ngon. Đang bao nhiêu ở đây rồi? Đỡ phải xây nhà, đỡ phải mua đất. Ừ. Như khoa ở đây sơn thế, nó cũng cho vào khoa ở đây. Thế à? Ngon. Đâu nó cho ở tạm thời. Luôn. Nhanh thế. Nó dọn khoa ấy rồi
sạch sẽ thôi. Tiếng rưỡi thì sang phẳng thôi gì không này. Xây lâu gì. Bà lão còn tiếp cái thang để nhắn nữa. Công đồ đoàn người ta thu hết mà, người ta thu gọn mà cho mình. Cho mình tự vận chuyển. Đây có nhân quân thế này, có tôn tiếp gì này. Cho dập hết. Dập hết thì ở ngoài kia nó dập hết. Bàn ghế đang kiêng nè. Ai người ta phá mà. Chỉ có những cái đồ nhà cửa buồng trại này thì người ta phá mình trả thu thì mình kiện. Nuôi lợn đấy. Thế lợn còn con nào nữa không như cho vào kho đến chân thế. Hơi lo là không phá à. Từ trong Tết là lợn nó còn nhiều, chắc là còn nhiều nó cũng phá. Bây giờ là lợn bán rồi. Lợn bán hết rồi là nó phá. Ê tôi sao cái này của em không lên cam nhỉ? Cái gì á? Sao bọn của em sao đang ngồi xem mà cho lên cam nhỉ? Nên cam đấy là người ta muốn theo dõi cam của mày, theo dõi trực tiếp của mày. Thế nên là họ khôn, họ khá bây giờ thì lợn đi rồi. Vừa đổi con máy này, chán đi. Cái gì? Vừa sang con máy này, chán thật. Nhà mấy người đâu không? Nhà ba đứa con bé, hai vợ chồng lắm. Thế thì đâu con để đâu rồi? Con vợ chồng ông à? Đây à? Cái này đúng không? Hả? Không? À không, cái đấy không mà. Cái chú người ta muốn đông thơi thì muốn xem trực tiếp của mày. Hả? Nhà này nó không cho xuất. Thế ông con nói con ạ. Hả? Cái đấy nó hiện trên này. Thế nhưng người ta nó cho xuất ở. Thì có thể không cho xuất ở. Thì toàn bọn đòi xem cam là em. Thế mà đây nó cho xuất. Đéo lên được nhỉ? Giờ ở đâu? Nhà người ta ở đâu? Đấy nó cho vào kho á. Ủa điện kia, điện kia cắt chưa? Cắt rồi. Cắt rồi. Nó cho vào đây ở như nhà khoa đây sơn đi. Đấy. Ở một tháng. Nó cho một suất ở. Mà dưới này nó cũng cùng làm cùng thế lại cũng cho. Vậy tháng. Đấy, nó có cho đâu. Thế giờ nó phá này. Đây, kia nhà trên kia là nó lấy một nửa, còn một nửa là nó cho ở. Đấy, còn nhà này nó cũng trắng. Tôi này cũng ra. Tôi đây. Em hỏi. Ôi sao cái này của em không lên cam nhỉ? Làm chơi làm sao? Cần đâu nhỉ? Đây. Không người xem đòi hỏi cho lên cam nhỉ? Chú phải vào cái phần mở lên nè. Dạ. Nếu chấp nhận có thể tham gia thêm đấy, đang thêm người rồi đây. Muốn thêm ai thì em được rồi đây. Hả? Có chữ camera hết rồi đây này, đây này. À. Đâu có hỏi mà đây có chữ camera hết rồi đây. À, chỉ cần đấy một cái là lên hết thôi. Ai mà cần thì đấy, họ thích thì họ vào là có lên luôn. Ai đã cái của ai đấy? Ai? Mấy cậu vào cậu cái miếng đấy rồi anh cậu. Đấy, anh ra bán cho cậu. Nhưng mà cái bảo bảo không ổi mất. Cái chỗ này thôi. Em đi mạnh xin đấy sao mạnh vừa bảo rồi. Thôi, vừa, anh vào đi. Mà vừa bảo không đủ đâu. Vào đi trong cái bài ai vào trước thì được. Ai đấy thì không biết được là mạnh vừa bảo được không đủ là đấy. Điều ơi. Và máy bảo máy vào nhất là được. Mình chống
đối đâu, mình chỉ nhưng mà ông ấy ông bảo ông băng đỏ thì ông bảo ấy thôi, không đi rồi, đã rồi. Đã chạy rồi. Đã nhiều người khác đánh rồi.
Vâng, ok. Anh Hùng ơi, như bên không đây dự án khác bên đội à, ừ, đúng rồi. Ôi trời, dưới xong rồi. Xong đâu? Không có đây à? Sóc Sơn này cứ chế chiến liên nhỉ. Sóc Sơn Hà Nội đợt này tao cưỡng chế. Ở nhà em đang ở xóm Bằng Lực, thôn Đăng Lý nha chị nha. Nhà Cường ở Sóc Sơn, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, Nam Lý. Đầy đủ cứu thương cứu nhất. Rồi. Thank you.
ở thôn Nam Lý nha, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Tích dung được ép thử rồi, tích dung được. Em trả lời rồi, cơ chế ở Nam Lý, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, ở nhà em nhá, ở Hợp Lực nhá. Bây máy không có đâu, không có chế độ quay phim, có máy con mai này sau ra toàn nó còn có ấy, quay ông chỉ quay phim không cần phát trực tiếp, quay ấy cả không livestream này không mất hết. Anh bảo nha, ông bật chưa? Toàn hoàng hết. Là trước người ăn giờ là lợn ăn.
Cậu xem nó có ảnh hưởng đến không cho lại chín thế như này à, làm đúng rồi là tao cho lại chín. Sẵn cẩu anh cẩu cây mít này, mít ngon đấy, thật mà. Đâu có anh ấy ăn chi rồi. À đây. Có anh nào bạn ăn chi rồi đấy. À. Thật không, cái mít này đúng, em mới ngon đấy. Cây này sống 100%. Vâng, đẹp rồi này, đánh bao nhiêu lâu mà. Vâng. Đánh bao nhiêu rồi, có chặt rồi. Xong hết. 600 mét vuông đất. À, mét vuông ấy được chưa? 400 mấy. Tàn ra đi. Đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cỏ hết. Anh biết ông đeo kéo kia nào không nào? Dạ. Đấy, 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 đang đứng xuống chỗ này à? Hả? Anh có quan tâm gì đến là ông nào làm mình được? Hỏi họ Linh Cam, em tưởng cho họ cho Linh Cam này nhờ anh ấy nhờ, sao bây giờ không được nhỉ? Đây họ đang ngồi hỏi Linh Cam cho em cho rồi mà không được nhỉ? Đây này, sự cố kỹ thuật đây. Đóng rồi. Hả? Người này không thể mở do gặp sự cố kỹ thuật. Đưa cam này là đâu anh mà trong nhỉ? Đưa lên cam để gì nó cho không được tiền. Ở đây nó. Đấy người này không thể tham gia do là cố cái gì chị. Ê, mày nhà mộc. Sao không được hiểu ai nhỉ? Đấy, nó bảo người này không thể cái gì chứ. Đóng à? Người ta gặp sự cố mà. Hả? Đây gặp sự cố mà. Sao mình không đưa được? Nè. Ừ, ừ, cái... Hả? Và ấn cái gì nó lên đấy. Đây là có rồi. Đấy, mời tất cả vào. Tất cả đấy. Đâu mời tất cả đâu được rồi. Nhìn nào. Dạ. Đấy hết rồi. Đối tụ. Thành viên. Đấy, lúc lấy trở đã ấn được. Mà hết vào đi. Hả? Đâu? Ấn đúng chữ vào thì mới được. Đây, được không? Bỏ giờ đi. Không lên xong. Hả? Đối tượng yêu cầu. Ngon lắm nhỉ. Mời tất cả người. Không có câu trả lời. Cơ chế nhà chú mà đồng đồng mày này em được mấy ủa chẳng nghe ăn chứ mà tất cả mà. Thank you.
mai nữa. Đây, đang được đâu? Bố thoát ra, bố mới chờ lắm một tí nha. Đặt thêm họ xem cam mình á, cam đây chưa? Đúng. Chia sẻ phát trực tiếp đi. Kết thúc rồi. Ui, cái này đang thêm. Ôi chờ đang thêm. Thêm xong rồi. Tay to à? Thế ở thôn Nam Lý, xã Văn Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Đó, như họ đang xem quá, đang hầm. Xóa để một linh. Này, như bọn đang bật đúng. Thank you.
Vâng ạ. Hôm nay nó cũng chế về anh sao? Ừ, hôm nay cũng chế. Chuyển thành người xem rồi. Vâng. Ông toàn đang xem. Lát hết cái kia nữa kìa, tài sản đấy cũng phải còn lát hết. Thế mới đúng là cũng thế. Thank you.
Đúng rồi, khu vực ở số 5 đi bạn ơi. Tóc Sơn, Tóc Sơn Đà Nội.